Lucas House, nơi chuyên cung cấp kẹo bánh, chocolate và các loại bột làm bánh cho người lớn và trẻ em. Hãy đến với Lucas để tìm cho gia đình và người thân những sản phẩm làm quà trong dịp lễ, Tết, sinh nhật. Lucas House, sự lựa chọn của bạn. Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình và anh xã cùng làm một trải nghiệm. Và trải nghiệm đó là gì? Mời các bạn cùng theo chân mình và anh xã đi về hướng bắc của Seattle. Let's go! Chúng mình sẽ đi về vùng ven chân núi và tới rồi cả nhà ơi, cả nhà có thấy những cành gỗ khô bên đó không? Tụi mình sẽ lượm về và ghép làm cây bonsai nha cả nhà. Một trải nghiệm rất là vui. Phía xa xa đằng kia các bạn đang thấy anh xã mình kiếm những thân gỗ đẹp đẹp để về ghép cây bonsai đó cả nhà. Chắc là anh ấy đã kiếm được một khúc gỗ rất đẹp, thấy anh đang lăn đó cả nhà. Ở đây thì có những cây gỗ, khúc gỗ có hình dáng khác nhau tùy theo cái sở thích của mình. Mình thấy cây nào đẹp thì mình sẽ lượm về nha cả nhà. Đây là một số cây mà mình nhìn vô thì có vẻ như không có giá trị, nhưng nếu mình biết sử dụng thì rất là đẹp cả nhà. Và đây là một miếng mót rất là đẹp, nó mọc ở trên thân cây của cây thông á cả nhà. Tụi mình lột đem về để bỏ lên thân cây bonsai hay là để ở dưới gốc cây bonsai á, rất là đẹp. Anh xã mình vô mấy cái chỗ này rất là mê luôn cả nhà ơi, anh vẫn còn đang đi kiếm. Nhìn từ xa mình thấy chín lợi phẩm trên tay anh là vẫn là một miếng mót. Và anh đã tìm được một cây sim rừng nhìn rất là đẹp, trái rất là nhiều để về trồng coi nó có sống được không nha cả nhà. Đây anh đã tìm được một khúc gỗ có dáng cũng rất là đẹp là cả nhà. Về ghép cây bonsai vô đẹp lắm á. Và cả nhà biết không, trong lúc tụi mình đi tìm gỗ thì vô tình gặp một đám xà lách son mọc ở ven núi. Rất là xanh tốt, nhiều lắm cả nhà ơi. Bây giờ thì tụi mình sẽ hái nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, rất là xanh, ngon luôn cả nhà ơi. Nó mọc bò lên cái ven núi á, bò lên cái núi á, nhiều lắm cả nhà. Nhìn rất là mê luôn á. Nói về xà lách son á, thì nó có rất nhiều cái công dụng nha cả nhà. Nào là làm mát gan, nè, chống ung thư, sáng mắt. Hỗ trợ điều trị những cái bệnh ngoài da, trị giun lợi tiểu, rồi về các bệnh tim mạch, giúp xương chắc khỏe nè, rồi tăng sức đề kháng nè, cải thiện tuyến giáp nè, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Nó có khoảng 25 cái lợi ích tới cả nhà. Nói chung là rất là tốt. Rau này thì nó có tính hàn, nhưng mà thật ra nói tốt nhưng mà tùy theo người thôi. Như những người mà mang thai thì không có nên dùng nha cả nhà. Không có chuẩn bị á, cho nên tụi mình chỉ có hái được một ít thôi, vài cái bao đi chợ vậy thôi. Đó cả nhà. Nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng đủ rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta về thôi. Lúc mà tụi mình lấy gỗ đó cả nhà, bởi vì trời mưa cho nên lay hoay á, ướt át, cũng không có quay lại cái cảnh mà lấy gỗ á, vui lắm cả nhà ơi, rất là thú vị luôn. Và bây giờ đã về tới nhà, bắt đầu nhặt rau nha cả nhà. Nhìn rất là ngon cả nhà ơi. Nhìn ít vậy thôi nhưng mà khi mà mình nhặt ra được hai cái hộp lớn như vậy nè, mà nếu mà bó ra hả, ở ngoài chợ bán cũng gần cả 100 đồng rình rau á cả nhà, rất là xanh non. Lúc mà mình hái ra thì nhìn nó héo.
Mà nhặt ra thì rất là xanh non, trộn dầu giấm, cà chua rồi ăn rất là ngon cả nhà ơi. Chị Tư mình thì nói là nấu canh thịt cũng rất là ngon luôn. Sau khi tụi mình đã nhặt ra hết rồi á thì còn mấy cái rễ, mấy cái thân cây á thì anh xã mình đem chồng vô cái chậu chơi cát của mấy đứa nhỏ nè cả nhà. Đó, sau mấy ngày á thì bắt đầu nó cũng đã lên được một ít như vậy rồi. Nó gặp nước rồi nó lên rất là mau luôn cả nhà. Còn ở trong thùng này thì anh xã mình trồng xong rồi, nói chung là trồng nhưng mà cũng thảy vô thôi, cái đậy nắp lại thì nó lên lẹ hơn nha cả nhà, nó không có bị lạnh nhiều á, nó lên mau lên hơn là ở ngoài cái thùng chơi cát ha cả nhà. Mùa này thì ở chỗ này hả cũng gió bão dữ lắm cho nên phải để cục gạch chặn lên như vậy nè, mà phải hở chút xíu cho rau nó có cái gió vô nó thở đó cả nhà. Đây chiến lợi phẩm của tụi mình đây, tụi mình không có xe chất lớn, không có xe tải lớn cho nên chở bằng xe nhỏ phải cột vậy nè cả nhà. Nhìn vậy chứ mà nó nặng lắm cả nhà ơi, hai người phải lấy lên, nó dùng thế mới lấy lên được chứ nó rất là nặng luôn á. Dáng của nó rất là đẹp nha cả nhà, cái này mà sửa lại rồi trồng ghép cây bonsai lên là tuyệt vời luôn á. Video của mình tới đây là cũng hết rồi cả nhà ơi. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây. Mong rằng đại dịch sớm qua đi để mọi người luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc với gia đình. Và mong rằng những ai đã không may nhiễm phải căn bệnh COVID thì sớm được bình phục trở lại cùng gia đình, vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.